câu chuyện nhân quả. Cái nhân quả hiện tiền thì ở xứ tôi đó nó có một như vậy, là gia đình tôi thì ăn chay, mở khóa niệm Phật, rồi thường thường làm là thuốc nam, làm từ thiện, nên mỗi tháng đó là từ mỗi một năm đó là từ tháng 7 cho tới tháng 10 đó, quý vị mình biết rằng đó là những người mà nuôi mèo đó tới giờ đó bắt đầu đem tới gia đình tôi thả, mà thả dưới sông á, thả dưới bến, rồi bắt đầu nó đem nó đi vô nhà nuôi, chắc ý nghĩa rằng là con mèo nó sanh ra rồi chắc nó phá thấy rất nhiều nên người ta không muốn nuôi á, người ta đem, người ta đến, người ta gửi đây, chắc ông Ba Lực không có ăn thịt mèo hoặc là ông phải nuôi thôi chứ không lẽ ông bỏ. Nên mỗi một tháng quý vị biết là gửi biết là bao nhiêu con, rồi nó đi ngay vô nhà tôi đó, rồi cũng nuôi nấng. Khi mà nó lớn lên khoảng chừng là biết ăn rồi đó thì là người ta có người đến, người ta xin ta về ta nuôi. Mà mỗi một năm nào cũng như năm nấy nó rất nhiều như vậy. Nhưng là đó là những còn cái nhân quả mà không biết cái kiếp trước như thế nào. Chắc những con mèo này là hồi trước đây nó làm người, là nó sanh lên khi nó cũng là hồi trước đây là những cái con mèo kia nó đi thả, thì bây giờ nó đầu thai nó lên kiếp mèo, chắc bị người ta thả lại. Theo thì tôi nghĩ như vậy thì chắc rất đúng. Nhưng mà có cái nhân quả này quý vị mình thấy rất là hiện tiền. Trong gia đình này đó là vợ chồng trên ba mấy tuổi có nuôi con mèo, thì đẻ ra được ba con mà trong gia đình chắc nó phá phách nhiều lắm. Nên một hôm cái người vợ đem ba con mèo này thả trôi dưới sông, quý vị mình thấy là rất là đau đớn. Khi thả rồi đó là cái bà này bà thả xong rồi đó, bà về bà cũng gầu quỷ, bà tại sao mình mà không thả chỗ khác, bà suy nghĩ bà không thả trên bờ để cho nó đi mà mình thả xong cho nó chết. Bà thấy bà cũng suy nghĩ rất buồn rầu. Rồi đó thì quý vị mình biết là khi con mèo mẹ đó mà nó mất ba con mèo con đó, nó kêu ban đêm, nó kêu gờn, cho nó kêu mau mau mau, nó kêu ghét, rồi đó là thậm chí nó kêu má ơi má ơi má ơi, mà kêu sáng đêm như vậy, làm cho bà ta ngủ không được. Bà ta làm kinh sợ, bà nghĩ đến rằng là mình đã giết con của nó, bây giờ nó về nó kêu mình, nó kêu má ơi là chắc những cái con linh hồn, những cái con mèo con nó về nó kêu mẹ nó, sự đau khổ xuống dưới nước là nó rất là đau khổ đau buồn. Rồi cho đến qua thời gian khoảng 7-8 ngày thì con mèo mẹ nó chết. Con mèo mẹ nó chết tại vì nó thương con nó quá hả? Nó như cũng như chúng ta vậy đó. Tuy rằng nó là mèo nhưng mà cái sự sống của nó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cho biết đó. Đức Phật cho biết là nõn thai thấp quá phi tẩu tùng ngư, vị lai chư Phật chi lưu hoặc quá khứ đã sanh phụ mẫu. Nghĩa là loài chim bay cua bò cá lội là chư Phật đời sau cha mẹ ta nhiều tiền kiếp. Chúng ta cũng như nó, chúng ta cũng có cái tình ấp ủ, cũng có con, khi sanh con ra cũng nuôi dưỡng cho nó lớn lên, rồi cho nó bú, rồi lo nuôi dưỡng cho nó lớn lên, nó cũng như mình. Mà tại sao nó là loài vật? Tại vì nó không có tu, nó là loài vật, nó cũng biết thương con như thế. Rồi đến 7 ngày sau đó, quý vị biết là con mèo mẹ nó chết đi. Mèo mẹ nó chết đi rồi quý vị mình thấy rằng nó là sao? Rồi là ban đêm nó trở về, nó kêu ngày kêu đêm luôn, nó kêu cái lỗ tai của bà thả ba con mèo xuống sông đó nghe lòng lòng luôn. Nó con tôi đâu trả cho tôi, con tôi đâu trả cho tôi, mà nó kêu sáng một đêm như vậy. Bà nghe lòng lòng bà giận ốc cho quý vị mình biết rằng đó là khi cái nghiệp nó đến rồi đó, là quý vị mình thấy rằng nó là đến giờ bà phải trả rồi. Kêu sáng đêm, con tôi đâu, bà trả cho tôi, con tôi đâu, bà trả cho tôi. Là cuối cùng quý vị biết rằng khi mà kêu hoài á, là trong vòng thời gian gần 10 ngày trường. Khi ông chồng ông ra đi rồi, ông ra đi trong nhà là công chuyện, ông đi đâu 2-3 ngày gì đó. Rồi cái lúc đó ban đêm nó kêu làm cho bà, cái tâm thần của bà là không còn vững vàng nữa. Nó mất cái tâm, mất trí luôn.
Rồi bà có hai đứa con, một đứa thì nó mới là 7 8 tháng, một đứa thì mới hơn 1 tuổi, gần 2 tuổi. Thì nó kêu quá sức là con tôi đâu bà trả cho tôi, con tôi đâu bà trả cho tôi. Nó kêu vậy, kêu sáng đêm, ngày đêm nó kêu như thế. Thì bà làm biến hồn tinh thần bà không còn nữa. Bà đem hai đứa con bà đó, bà đem lúc 8 giờ tối đó, bà ôm hai đứa con bà, một đứa thì dắt tay, một đứa thì ẵm, đem đến ngay chân chỗ bà thả con mèo xuống cho hai đứa con của bà ở xả thả xuống sông. Quý vị mình thấy thả xuống sông rồi thì con nít mà thả xuống sông thì nó chết liền chứ còn gì sống. Khi thả xuống sông rồi đó thì bà về đó, bà bất tỉnh rồi. Bà lúc bà nhớ rằng hai đứa con mình hồi nãy mình ẵm, mình đem đem theo, mình thả nó xuống sông thì chắc con mình nó chết. Nhưng mà con mèo nó kêu hoài, kêu quỷ, nó kêu con tôi đâu phải trả cho tôi, con tôi đâu phải trả cho tôi. Thì sáng lại chồng về, quý vị mình thấy sáng lại rồi chồng về đó. Khi ông chồng về ông hỏi con mình đâu rồi bà, lúc đó bà mất bình tĩnh không còn nữa. Bà nói bà mới kể lại, mà bà kể không có gì được hết trơn. Bà nói nó chết rồi, nó chết rồi ông ơi, nó chết rồi. Nó hỏi làm gì, nó chết là tôi thả nó xuống sông. Hỏi lý do gì bà thả, mới kể lại là bà thả ba con mèo thả xuống sông nên nó về nó đòi hồn lại, nó đòi là con nó, nên làm cho bà mất tinh thần, không còn được sáng suốt được. Rồi lúc đó là cái nghiệp lực nó đến rồi, bắt buộc bà phải trả quả. Bà đem con bà thả như vậy. Thì khi chồng về nó rồi, bà buồn, bà đau khổ, rồi bà sanh ra bệnh. Bà sanh ra bệnh rồi, cái gì mình biết rằng khi sanh bệnh rồi bà chết, bà chết luôn. Thì như vậy là hai đứa con với bà là 3 người. Nên con mèo đó nó trở về nó kêu là con tôi đâu bà trả cho tôi. Thì giết người ta 3 người thì giờ phải đền trả lại 3 người. Quý vị mình thấy không? Đó là cái là luật nhân quả không bao giờ sai trái. Chúng ta thấy rằng con mèo, con chó, con trâu, con vịt, con gà, con cá, tất cả nó cũng đều có cái tánh linh. Mà lời xưa cho biết đó là tánh linh nhân vật dẫn đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Nó như cũng như chúng ta, nó sanh lên rồi nó cũng có cái tình ấp ủ, rồi nó sanh ra nó cũng nuôi con, nuôi dưỡng nó, cho con nó đến lớn lớn khôn. Nó cũng như chúng ta, mà tại sao nó là loài vật? Tại vì nó không có biết tu nên nó thành loài vật, mà mình sát hại nó thì mình phải trả cái quả đau đớn như thế. Quý vị mình thấy rất đau đó. Như vậy thì quý vị mình thấy là cái luật nhân quả mà thầy đã nói rất rõ ràng. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lột một ai. Nhưng ngài Bồ Tát cho biết đó, tuy là Phật pháp quyền thâm nhưng lòng ngờ ngực u âm chưa gần, tuy người không thấy thánh thần, tưởng như lầm quấy riêng thân mình tường, nào dè khắp chốn cùng phương, Phật hay trời biết mà lứa trương công bằng. Như vậy là lực nhân quả rất là sáng suốt rõ ràng cho chúng ta thấy được, để chúng ta tin tưởng rằng là Phật là Bồ Tát nó đã có việc báo ứng rất nhanh khó tưởng, sáng gây thì chiều hưởng không sai. Không lâu thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mỗi việc đều tâu ngọc hoàng, tội đền tội bạc vàng khó chuộc, phước thì là gặp gặp phước khỏi lo, công bằng ngọc đế phân cho, mãi long không lọt chớ lo xa lầm. Như vậy chúng ta thấy rằng ta lực nhân quả thật là cao diễn, không bao giờ sai chạy một chút nào. Nên cái bà đó bà đem bà giết 3 con mèo thả trôi sông, thì bây giờ là con bà thả ra thả 2 đứa xuống sông rồi bà đau bà chết luôn là 3 người. Cái nhân quả trả rõ ràng là minh bạch. Nên chúng ta thấy rằng lời của Đức Thầy chỉ dạy rất là rõ ràng. Như vậy đó là cái ác nghiệp. Nó còn cái thứ hai nữa, mẫu chuyện như vậy cũng là mèo nữa. Cái ông này đó là ông thường xuyên là ông nhậu nhẹt cờ bạc. Rồi bắt đầu một hôm đó ông đi chợ đó, quý vị biết ông đi chợ ông mua một một ký thịt ông đem về. Để chưa chưa có bạn bè lại đã ông hẹn hò rồi, bạn bè tới nhậu nhẹt. Sau khi đó quý vị mình biết là ông đem về ông để trên cái ghế đó, thì ông đi lo làm công chuyện. Sau cái con mèo nó than nó kẹt chung vô kẹt bộ lúa, nó ăn phân nửa, còn phân nửa khi lúc đó ông kiếm thì gặp còn phân nửa.
ông bắt được nó, bắt được nó, bắt đầu ông nhốt vô cái nơm. Ông nhốt vô cái nơm, ông nói rằng là giờ mày ăn thịt tao thì tao phải ăn thịt mày lại, chứ không có gì đâu. Tại vì tao mua về tao đãi bạn bè tao mà mày ăn thì bây giờ tao bắt mày tao ăn thịt lại, chứ không có gì. Thì quý vị biết nhốt trong cái nơm đó, khi bạn bè tới ông bắt một nồi nước đó, một nồi nước cái ông xối con mèo ở trong cái nơm đó, ông xối xuống, ông xối cho con mèo đó, lột da nó kêu mau 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 mau, nó kêu là gùng gỡn cái gì mà thấy là rất đau thương. Khi mà con người mà khi mà tai nạn tới rồi đó, nghiệp lực đến rồi đó, là lúc đó quá sợ sệt nên nó kêu mà nó dãy, nó chạy không được, tại vì ông dặn cái nơm rồi, cái nơm ông dặn rồi, chạy đâu được. Thì lúc đó bắt đầu nó ông đổ cho hết cái nồi nước thì con mèo nó chết đi, chết luôn rồi. Nó ông đem ra làm thịt, rồi là làm thịt để bạn bè ăn uống, để bạn bè ăn uống xong rồi bắt đầu là trong vòng một tháng sau đó, quý vị biết sao không, một tháng sau đó là ngày nhà ông đám giỗ, ông cũng nấu một nồi nước để làm gì, nấu nồi nước để châm trà, châm trà là để nấu nước để làm việc này việc nọ đó, nấu một nồi nước. Thì đang khi mà ông chụm cho nồi nước nó cháy á, nó hết một đợt củi rồi, tới đợt củi thứ hai ông chụm cho cháy lên sáng hực, bắt đầu nước sôi ùng ục, thì cái củi nó sắp tàn. Ông mới đi ra ông làm gì, ông đi ra ông lấy củi ông đun vô để cho nó cháy nữa. Đun ra thì bắt đầu lúc đó con chó với con heo nó cắn lộn nhau, thì bắt đầu con heo cắn con chó, cắn con heo cắn chó, bắt đầu nó gượt sao chạy vô, bắt đầu con heo đá cái đít nó lách sao cái thùng nước cái sôi nó rớt đổ vô cái bình ổng hết trơn, là coi như là cái đầu ổng chọc lóc quá, không còn sợ tóc mình mấy, ổng lột hết trơn. Rồi là cuối cùng chở nhà thương, chưa kịp chở nhà thương thì ổng chết tại chỗ. Quý vị thấy lực nhân quả rất là rõ không? Cách một tháng thôi trả rất nhanh. Con mèo đây cách đây cũng như khoảng một tháng thôi cũng phải trả rất nhanh. Rồi tới là con mèo ăn thịt này cũng phải trả rất nhanh. Quý vị thấy là lực nhân quả. Sáng gây thì chiều hưởng không lâu, thần minh tuy chẳng thấy đâu nhưng mà mỗi việc đều tâu ngọc hoàng. Quý vị mình thấy là tội đền tội, bạc vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo, ngọc bà công bằng ngọc đế phân cho, mãi long không lọt chớ lo xa lầm. Quý vị mình thấy rằng hai cái mẫu chuyện ác á, là nó sẽ trả quả ngay, còn cái mà mẫu chuyện thiện đó, quý vị mình thấy rằng ở đâu, ở Vĩnh Long nè, có ông Hai đó, tên là ông Hai Xịn. Hai Xịn là cái ông này đó là ăn chay niệm Phật và làm lành. Ông có cái gia đình, ông có mở cái tịnh thất, ông có mở tịnh thất nữa. Thường thường thì ông coi như là cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành thường thường thôi. Một hôm á, ông mới đi làm cái lò từ thiện để cho người ta để nấu cơm từ thiện đó. Ông chạy xe ông đi, chạy trước cái xe ở sau, quý vị biết không, là một chiếc xe tải đó rất lớn đụng ổng bay lên gì nè, bay bổng lên á, rớt xuống, bay lên bổng lên rồi rớt xuống là khoảng tính ra rồi đó, là bắt đầu bay dùng dục lên bắt đầu xuống, ổng đứng chân không có gì chân, như vậy là cách 12 thước, khi đó là đo ra 12 thước. Còn chiếc xe tải nó đụng đó, là chiếc xe nó chạy tới là 63 mét mà ông không có sao hết. Quý vị mình thấy không, cái đó là làm lành sẽ gặp lành, nó gặp lành. Quý vị mình thấy rất là rõ ràng, đó là lực nhân quả. Chúng ta thấy rằng đó, nên thầy nó là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, chúng ta làm gì là hưởng ngay nấy thôi. Niệm Phật có bốn thần linh, tại vì thường thường ủng hộ bên mình mẫu khang. Niệm Phật tật bệnh tiêu tan như xương tan nát như hồ nước trong. Niệm Phật Phật độ hoài hoài đến cơn tám nạn Phật sai cứu mình, tức là khi niệm Phật mà đến tai nạn rồi là Phật sai là thần cứu mình. Nó rất là rõ, quý vị biết ai là ông Long Hai Xịn ở dưới ở quận Bình Minh mà tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta thấy rất là rõ đó, quý vị mà thấy rằng từ chỗ đó mà ông tinh tấn tu luôn. Ông mới mất đây là cách này khoảng mới có 5 tuần, là ông đi công chuyện và ông mệt, ông lên ông nằm cái võng, nằm trên cái ghế mà ghế bật đó, bật nằm dài đó, nằm ông la thôi mệt quá, ông nằm chút, nằm rồi bắt đầu một hồi cái vợ lại hỏi kêu ông thức dậy đặng đi công chuyện, lỡ giờ ông cứ ngắt ông chết luôn. Mà đâu bữa nay là đám chưa tới đám làm từng trung thất ông. Quý vị mình thấy rằng khi mà ông niệm Phật làm lành rồi khi ra đi đó,
ông chết rồi quý vị mình thấy rất là nhẹ nhàng. Để gì đi về đâu? Đi về Phật. Đó quý vị mình thấy không? Đó như vậy thì còn cái mẫu chuyện thứ tư đó là mẫu chuyện hai vợ chồng ông này. Ông cũng ăn chay niệm Phật làm lành. Ông chạy chiếc xe loại mà xe đam loại là 580 đó. Loại xe 580 đó quý vị mình thấy. Ông từ Gạch Giá ông chạy về Long Xuyên mà ông chạy tới cái khoảng mà cái chỗ Tân Hiệp đó. Quý vị mình biết là hai vợ chồng đang chạy thì hai chiếc xe, một chiếc xe đò và một chiếc xe tải, hai bên nó là chạy sao sát như gì nè, sát nhau, nó cọ nhau thì ổng đứng, ổng nằm vào phân chính giữa đó. Nhưng mà khi cọ ra rồi làm cái rầm một cái thì coi như chiếc xe đó là tan nát hết trơn. Tan nát hết trơn, quý vị biết là hai vợ chồng không biết ở đâu. Không biết ở đâu người ta kiếm, ta lợi rồi xe bu lợi là công an này nọ, ta đứng nhất hết trơn. Rồi bắt đầu là kiếm lợi kiếm ổng có hai vợ chồng đâu. Thấy cuối cùng trên xe người ta thấy hai vợ chồng chạy chiếc xe đam mà cọ ra thì xuống thì coi như là chiếc xe Honda đã tan nát hết rồi, mà hai vợ chồng không thấy xương máu máu xương gì chân, mà không thấy xác gì chân, mà mất tiêu. Đi kiếm vòng vòng cách khoảng chừng trên 100 mét thì hai vợ chồng ngồi ở trong lề, cách nhau cái lề, ngồi trong cỏ, ngồi ra chắp tay ngồi niệm Phật. Cái gì mình thấy đó là một cái vấn đề mà cái nhân quả mà cái người làm lành sẽ được hưởng cái phước báo vô cùng. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng đó là Đức Thầy đã chỉ dạy sao trồng cây lành quả vị thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Quý vị mình thấy làm lành thì quả hưởng quả lành đó. Hay là một đoạn đó là đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôn Phật sự, cực lạc muốn dẫn sanh cứ y hành như thử. Hoặc là đứng đi hoặc lúc nằm ngồi, Di Đà sáu chữ đừng rời trong tâm, thành lòng niệm khỏi lâm tai họa. Tức là ông thành lòng niệm khỏi lâm tai họa, tai họa đã đến ông khỏi. Cũng năng trừ được quả yêu tinh, đừng ngờ niệm Phật không linh, niệm cho đến niệm chí thành thử coi. Sẽ được võ thì ngồi mới lộ, trừ được mê tức ngộ đạo màu, tu hành chẳng nệ bao lâu, trước sau cũng đắc chứ đâu có đâu sai lầm. Như vậy thì chúng ta thành tâm niệm Phật thì là tiêu tan hết tất cả chướng nghiệp, dầu nghiệp đó đến đi nữa cũng tiêu tan. Như vậy là hai vợ chồng này nếu mà không có ăn chay niệm Phật làm lành rồi là cái xương cốt là không còn một miếng nào. Hai chiếc xe mà nó đè sát vô thì coi như mà như vậy thì chiếc Honda nó đã nát hết trơn rồi mà hai vợ chồng vẫn còn sống bình thường. Quý vị mình thấy đó không? Đó là một cái di diệu mà lời Đức Thầy của chúng ta đã chỉ dạy. Thì kính thưa toàn cả quý vị, hôm nay chúng tôi nói lên những cái ý nghĩa nhân quả của Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta biết rằng là thiện ác đấu đầu chung hữu báo. Như vậy thì coi như là chúng ta làm ác thì sẽ gặp cái quả ác, nhưng mà chúng ta làm lành thì được cái hưởng quả lành. Như vậy thì là sao? Niệm Phật đó, sáng ngày hôm sớm lo gieo thì là hoa phước được treo đầy nhà. Nhớ câu nhất cú Di Đà tâm vô biệt niệm tức là quy tây, tuy là ở chốn trần ai như trên cụ phẩm liên đài có tên, mãn phần thì được bước lên đồng hàng chư Phật lâu bền ăn vui. Khắp nơi sen báo nạc mùi, thân sen cho đến chỗ ngồi cũng sen. Hào quang thay thế chân đèn, thần thông thay thế tàu thuyền ngựa xe. Pháp màu khi muốn được nghe, chuyện chi khi muốn thì là có ngay. Không già, không chết, không phai, không người lao khổ, không ai luân hồi. Không làm sao kể hết lời những điều màu nhiệm ở nơi cõi này. Như vậy là chúng ta làm lành là được phước báo vô cùng. Nên chúng ta phải cố gắng mà nghe lời Đức Thầy của chúng ta chỉ dạy, chúng ta phải làm lành thì được cái hưởng quả lành. Và kính thưa toàn cả quý vị, nên niệm một tiếng Phật đó thì muôn ngàn viên đạo, một điều lành thì phước báo trăm thiên. Cho nên chính phẩm mau thiền cũng thờ niệm Phật ráng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật độ, làm lành thì dị ngã không dị ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng cũng thờ niệm Phật kẻ thăng người trầm. Như vậy thì chúng ta cố gắng làm lành, khuyên đồng đạo ân cần tu tính, phải nói làm chân chánh mới là, chớ nên tiếc của tham nhà, đừng đeo danh lợi gây ra tội tình.
phải cương quyết hy sinh nhất thế, giúp cho người rách rưới mồ côi, lòng nhân cứ mãi dung bồi, cớ sao chẳng được đứng ngồi tòa sen. Còn dạ mãi ố quen keo bẩn, cứ lo cho thân phận ấm lành, không hề thương kẻ nhọc nhằn, chẳng đem giúp đỡ nhân sanh một tiền. Đến ngày thác điền duyên cũng bỏ, tội tình kia hồn đó phải mang, chi bằng nay sớm lo toan, ngày kia sẽ được dễ dàng trăm bề. Như vậy thì chúng ta phải cố gắng làm lành. Đức Thầy dạy phải làm lành, mà ta làm dữ bảo thành là sao? Những điều tươi đẹp quý cao lại là nỡ bỏ chẳng trao dạng mình. Cứ đeo theo việc khôi tanh, bị người nhòm nhũa mà mình chẳng ê. Phật là dắt chúng sanh mê, trừ mê mới được trở về Tây Phương. Nếu ta làm được việc lành, phương trời Thầy cũng lòng lành dễ ưng. Bằng ta tạo việc bất nhân, hẳn Thầy ắt phải buồn bâng tấm lòng. Biết bao nhiêu sự cay nồng, người đời đổ hết cho lòng Thầy mang. Tuy là phải lắm gian nan, nhưng tin cũng biết đá vàng thắp cao. Bây giờ đồng đạo sửa trao, lời y lẽ chánh, ngày sau sống còn. Kính thưa toàn cả quý vị, nên chúng ta biết lên đây đó là sống về trên cái lực nhân quả. Chúng ta hiểu được thì chúng ta cố gắng lo làm lành. Làm lành thì sau này chúng ta sẽ có một cái phước báo. Đó, ngày mai bước đến rừng lâm để chầu minh đế tội tâm ước quyền. Đã là con cháu rồng tiên, trước sau phải gỡ xích xiềng cho xong. Kẻ nào có nghĩa có công thì là sẽ sống non sông được gần. Người nào đại đức đại ân, về nơi cực lạc hưởng phần vĩnh miên. Như ai bắt ái lành duyên, sẽ theo về ở cổ tiên thanh nhàn. Đổi đời đất có quá vàng, đá kia quá ngọc, muôn ngàn xinh tươi. Tuy nay mình thịt xác người, ngày sau đổi lại như đời thần tiên. Ráng tu hội bới chư duyên, đời này đã cận còn phiền việc nào. Nếu không hôm sớm chùa lao, khi Thầy trở lại dòm nhau khó nhìn. Tâm kia nếu được hiền lành, dầu nơi góc biển đầu rành cũng thông. Sợ e việc ác đầy lòng, ngồi bên chân Phật mà không sống đời. Phật là công chánh tuyệt vời, chẳng như kẻ thế mà chịu lời bởi bưng. Nên chúng ta biết được cái luật nhân quả, chúng ta cố gắng phải làm lành để chúng ta hưởng phước sau này và được sống về cái hạnh phúc của cảnh cực lạc hội long hoa, hoặc là giảng sanh về được cực lạc, hoặc là chúng ta được ngày sau chúng ta được giải thoát không còn sanh tử luân hồi nữa. Vậy hôm nay chúng tôi có đôi điều và cùng nhau chúng ta hiểu biết được là cái luật nhân quả của Đức Thầy chỉ dạy rất là rõ ràng, để ngày sau chúng ta được sống còn một cái cuộc sống sau này để được hạnh phúc vinh giang. Đó, cái cảnh thế gian này mà Thầy nói là cảnh này là một cái cảnh ao tù, cái cảnh khổ sở cho chúng ta biết rồi. Chúng ta phải tìm nơi một cái cảnh giới an nhàn mà Ngài Bồ Tát đã biết là đờn kêu thế giới, Ngài đờn kêu thế cuộc đừng mê, hãy nên quay gót trở về cảnh xưa. Sống đây là cái sống thừa, một ngày sắp đến không vừa nặng tay. Đờn kêu đồng đạo gái trai, nhớ chăng gánh khổ một giai Đức Thầy. Hiện nay giông gũi gấp gai, hiện quyết đem cuộc thế đến ngày an cư. Kính thưa toàn cả quý vị, chúng ta thấy rằng đó là cái sự sống của cuộc thế của chúng ta nó rất là mỏng manh, mà cái cuộc đời của chúng ta là một cái thân giả tạm. Cái cảnh thế gian này thì chúng ta thấy rằng nó là một cái cảnh khổ để chúng ta tạo những cái phước duyên để sau này chúng ta được trở về cái hội long hoa hoặc là giảng sanh cực lạc. Hôm nay chúng tôi có đôi điều tâm sự cùng quý vị để cùng nhau tu tiến trên con đường giải thoát, để sau này chúng ta kiến diện được gặp Đức, gặp Phật, gặp Thầy ngày hội long hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.